Thưa quý vị, trong 2 ngày 17 và 18 tháng 4, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ các ngày lễ lớn tại đồn biên phòng Long Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu. Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tham gia đoàn công tác. Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đánh giá cao đồn biên phòng Long Sơn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã duy trì nghiêm đền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị sẵn sàng cơ động, xử lý tình huống khi có lệnh. Các đơn vị còn chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân sự, công an, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo giải quyết hiệu quả các vụ việc, không để bị động bất ngờ, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới biển đảo và khu vực cửa khẩu cảng biển. Tại buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ thị quy định của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị, bảo đảm lực lượng, trang bị kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.